Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại với một cái cây phi điệp mắt blue. Và cây này thì được rất là nhiều người biết đến cái cây blue này. Cái cây blue này không phải giống những cái cây mọi người hay biết đến, bởi vì cây này là cây gần như chưa được chia sẻ cho ai, bởi vì rất ít người có. Số lượng người có cây này vẫn chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Và em muốn nói đây đó chính là một cái cây phi điệp. Khi mà nở hoa một hai lần thì nó rất là khó để mà nhận định được rằng là cái bộ cánh của nó trắng hay không. Nếu mà nhìn đây thì mọi người có thể thấy ra nó gần như là nó là 5 cái trắng đúng không ạ? Và trông rất là giống với cây 5 cái trắng Phú Thọ. Nụ của nó rất là xanh. Đây nụ của nó đấy ạ. Rất là xanh. Nhưng khi nó nở ra thì bộ cánh của nó là hơi bị ám. Đây là cái bông mà nó nở ở trên, nhưng mà ngoài khi lên hình ảnh video và đời thật ấy, thì nó màu nó không được xanh như là ở trên ở ấy nữa. Ở ngoài đời, ngoài lên hình ảnh nó màu nó hồng hơn, nó lên một tím hồng, còn ngoài đời thật thì cái màu này nó là màu mực tím. Thế nên là cái việc mà đây em quay video quay bình thường, không sử dụng một cái phần mềm nào cả, thì nhìn bằng mắt thường với trên ảnh là đã khác nhau. Và cái việc đó chính là mua cây mà qua hình ảnh ấy thì rất là khó nói về thực sự về cái đôi mắt của nó hoặc là hình ảnh bông hoa. Với cây này nụ nó cũng rất là xanh. Đây mọi người có thể thấy là nụ rất là nhiều và rất là xanh, không ám một tí nào. Nhưng khi nó nở ra thì nó đã bị ám tím là chủ yếu, và nó ám hồng. Nếu như bỏ cái lưỡi ra thì nhìn sẽ rõ hơn về cái vấn đề cánh của nó. Về cánh nó chỉ bị một ít thôi. Hơi khó nhận diện. Nên là một cái cây mà nó chưa thẩm định qua nhiều mùa thì nó cũng rất là cần cân nhắc. Đây là cây nó to và nó tàn rồi. Cây nó tàn thì nó vẫn có cái lên cái màu mắt của nó là màu tím. Nó không phải là tím như bình thường mình hay gặp phi điệp tím, mà tím là tím mực. Đấy, đúng không ạ? Thì cái việc những cái cây phi điệp khác ấy, thì em cũng nói rất là kỹ. Cây này cũng vậy thôi. Thì ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em cũng nói rất là kỹ. Cây nào em cũng nói rất kỹ từ thân lá. Bông này đây một mắt nó bị xước. Chuyện nở tự nhiên ấy, nhưng nó là chuyện bình thường. Chẳng có gì gọi là ghê gớm đột biến nữa. Nó như bình thường. Quan trọng nó là một cây chuẩn. Cây này thì rất là nhiều người nhìn nhầm vào cái cây nằm trong Phú Thọ, bởi vì nó rất là giống. Thế nên việc chúng ta mua cây cối cần là không những là hoa hình hoa mà còn thân lá, còn nhiều thứ. Chứ cái bông này thực sự nó rất là giống cái bông nằm trong Phú Thọ. Đấy, thì mọi người cùng để ý và chú ý khi mua. Thì cái cây mà nằm trong Phú Thọ em cũng nói rất là chi tiết ở trên cái kênh của em, kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy. Là em cũng nói rất chi tiết về từng bông, rồi thì các loại lá, thân lá, thì đa phần yếu tố sắc tố nhiều là do nuôi. Thì hôm nay thì có cái cây này thì em cũng giới thiệu mọi người để mọi người biết đến một cái cây nữa, đó chính là cây blue. Gọi là blue bởi vì nó màu xanh tím. Đây thì em quay đến cái thân lá của nó. Thân lá của cái cây này thì nó xanh sạch, không ám một chút nào. Cây này là vùng miền Bắc, thân rất là to. Vùng miền Bắc mà thân rất to thì nó có cái độ thân của nó to khoảng từ 0,7 đến 1,5 là to nhất. Đây là một trong những cái thân rất là lớn. Đường kính như cái thân em đang cầm nó khoảng tầm 0,9 mm.
0,9 cm, nó khoảng 9 mm. Thân dài tối đa thì hàng Bắc này thì nó cũng chỉ tầm độ chắc mét tầm mét rưỡi. Cây này nó không phải là cây dài lắm. Cây này không phải là dòng cây dài, dòng cây bình thường. Thân lá xanh sạch, thân hơi rích rắc. Đây, thân này hơi rích rắc đấy nhá. Các bác chú ý này, thân hơi rích rắc. Bên kia cũng vậy này. Thân nào nó cũng đều là thân rích rắc cả. Còn khi mà nó thân già đây mọi người cũng có thể nhìn thấy đó, thân nó rích rắc. Mà khi mà thân nó rích rắc này thì nó cũng là bình thường thôi, không có yếu tố gì cả. Thân xanh sạch, rích rắc. Lá của nó, bây giờ em nói đến cái lá của nó. Lá của nó là dòng lá khá dày. Dòng lá dày và cứng. Lá của nó to khoảng 2-3 cm. Tùy vào từng lá, từng điểm. Có điểm nó chỉ nhỏ 2 xăng, có điểm 3 xăng. Có những cái điểm lá ví dụ như cây này thì nó to hơn. Bởi vì nó cây to thì lá to hơn. Lá này thì phải tầm độ 4 cm, 3,5-4 cm là chắc chắn. Cây nó đang nở ở vườn em ở Hà Đông. Thì mọi người ai mà có gần thì cũng có thể là qua ngắm được. Nó đơn giản. Lá của nó thì vẫn giống như những cái dòng phi điệp khác thôi. Lá vẫn là dạng lá nhọn. Lá rất là đẹp. Lá nhọn đấy. Còn lá, những cái lá to thì ở dưới thì lá nó sẽ tròn hơn. Ví dụ như cái lá gốc này, lá rất là tròn và dày. Lá tròn và dày như này ấy, thì nó phụ thuộc vào cái việc đó chính là thứ nhất là giống, cái thứ hai đó chính là ăn nắng và phân bón. Đây thì em sử dụng phân dê với cả phân nhật và phân dê là hai loại chủ yếu về cái loại phi điệp. Đây em cho là hai loại như vậy là chủ yếu, nhưng mà cái quan trọng là cho vào những cái túi lưới như này thì là túi lưới này, thì khi mà nó tan ra, nó tan hết dưỡng chất đi chăng nữa thì mình cũng có thể nhấc bỏ đi để mình đổi cái khác, và nó giữ được khá là nhiều phân. Thì đây thì em cũng giới thiệu được cái bông hoa của nó. Bông hoa nó nở vào dịp đang nở đây là tháng 7, cuối tháng 7 đầu tháng 8. Hôm nay là 29-30 tháng 7 rồi. Hoa của cây này thì nó là một cây tím, mắt tím, quay vào 1 giờ chiều. Và khi nó nở như thế này thì nó là nở tự nhiên, thì nó rất là đẹp. Cây này thì em cảm nhận là nó rất là giống cây nằm ở trong Phú Thọ. Bông hoa giống nhưng không phải. Cây này bởi vì thân lá nó khác, nó không giống với mấy cây Phú Thọ, mà cây bởi vì cây Phú Thọ ấy, là em rất là hiểu. Em biết nó rất là lâu năm, em hiểu về cây nằm ở trong Phú Thọ đấy. Thế nên là mọi người có thể xem trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, là có cái bông nằm ở trong Phú Thọ, em nói rất chi tiết về những cái cây đó. Thì như cây blue đây thì em cũng nói chi tiết, nở hoa tháng 7, nụ hoa và mầm rất là xanh mà không ám chỗ nào, nhưng khi nở ra thì mới ám hồng. Còn khi ám thì ám là màu tím chứ không phải là màu hồng, bởi vì màu hồng nó là phẩy hồng, nó là dạng khác. Nó như những cái bông ám ấy thì gọi là phẩy hồng, còn cây này nó gọi là blue. Bởi vì như phi điệp thì mọi người hay gọi như vậy, bởi vì cánh nó tím chứ nó không phải là cánh nó phần hồng đâu. Cánh nó tím và đôi mắt nó cũng tím quá. Nhưng khi lên ảnh và ra nắng ấy, thì từ cái mắt tím thì nó sẽ thành một cái mắt nó hồng đỏ. Thế nên những cái bông mà phi điệp mà cho ra ngoài nắng ấy, thì gần như cây nào mắt nó cũng đỏ. Bởi vì ra nắng thì mắt đỏ thì nhìn nó rất là đẹp, bởi màu đỏ nó màu rất là bắt mắt. Và trong dòng lan ấy thì cái cây phi điệp này thì nó được rất là ít cây mắt đỏ. Nó chỉ được đúng cái mắt đỏ Hòa Bình một cây. Còn đâu thì những cái cây khác thì đa phần là nó không ổn định. Có những cây thì sau nhiều năm nó ổn định, nhưng có những cây thì nó không ổn định. Tối nay thì năm đồng nhé. Thì một số cây nó cũng chưa biết được là rõ nguồn gốc như nào, nhưng mà có những cây nào ổn định nhiều năm thì em sẽ làm video để mọi người cùng biết đến nó. Còn thì khi mà nó chưa ổn định, những cây chưa ổn định ấy, là em gần như em không làm video, hoặc những cái cây chưa thực sự là có tên tuổi, hoặc chưa thực sự được nhiều người đánh giá, chưa nở hoa nhiều ấy, thì em sẽ không làm.
những em làm những cái cây nào thực sự nó quý, hiếm, đẹp và nhiều người biết đến thì em sẽ làm những cái cây đó. Thì mình nhìn chung là mình cũng làm những cái làm những cái cây này, như em làm ở trên kênh của em thì chủ yếu để mọi người khi mà mua bất kỳ ai không phải mua ở bên em hay chăng nữa, là mọi người cũng có thể nhìn được cái thân lá này, thân lá để mọi người nhận biết rằng ví dụ như cây này là thân rích rắc này, lá to 2-3 cm này, thân to dòng bắc này, thân xanh sạch nở hoa tháng 7 này, để mọi người mua là mọi người chú ý như vậy để mình cũng biết và chia sẻ, mọi người cũng biết để mọi người mua đỡ bị nhầm. Còn cái việc nhầm lẫn thì nó là rất là không vui, hạn chế. Anh chị chú ý những cái cây khi đi mua, cây nào cũng vậy. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video khác. Có thể là những cái cây phi đẹp rất đẹp hoặc là những cây nào đó nở thì mọi người cùng biết là cùng ngắm. Cảm ơn anh chị theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.